lùm xùm đến Kim Ngân, Thúy Nga, sư cô và ông thầy không tên đang gây xôn xao trên cộng đồng mạng. Theo chúng tôi được biết, Kim Ngân từ một ca sĩ xinh đẹp nổi tiếng đến một người đàn bà hóa điên trên đất Mỹ mấy chục năm nay. Khó ai có thể tiếp cận được với cô. Cô lang thang khắp các con phố người Việt tại Mỹ để ăn xin, tối về màn trời chiếu đất. Cho đến thời gian gần đây, Thúy Nga là người duy nhất tiếp cận được với Kim Ngân. Cô đã cố gắng hết lòng lo cho Kim Ngân chỗ ăn chỗ ngủ đàng hoàng. Và Kim Ngân đã có phần thay đổi đáng kể. Cộng đồng mạng ai cũng cảm động trước tấm lòng mà Thúy Nga dành cho Kim Ngân. Và vui mừng cho Kim Ngân, mong cô sớm trở lại người bình thường. Nhưng không ngờ trong mấy ngày Thúy Nga đi diễn, không gặp Kim Ngân, thì sư cô đã dẫn ông thầy áo vàng tới gặp Kim Ngân. Mà sư cô không hề nhắc gì tới Thúy Nga cả. Không biết sư cô và thầy áo vàng đó nói gì với Kim Ngân. Nhưng khi Thúy Nga trở về, thì Kim Ngân bỗng dưng thay đổi, tỏ ra khó chịu với Thúy Nga và liên tục đòi Thúy Nga đưa giấy tờ. Nhưng thật sự, giấy tờ Thúy Nga không giữ, vì trước đó cô đã đưa lại cho mẹ ruột Kim Ngân. Sau khi Thúy Nga tổ chức sinh nhật cho Kim Ngân gần đây, trong ngày sinh nhật Kim Ngân vui mừng, xúc động rơi nước mắt trước tấm lòng mà Thúy Nga dành cho mình. Sau ngày sinh nhật đó, Thúy Nga không còn quay Kim Ngân nữa và cho biết đang có người hại mình, mà cô không nói rõ người đó là ai. Nhưng dân mạng đã chỉ ra rằng sư cô Xuân Liên và thầy áo vàng có điều gì đó rất khó hiểu. Vì sao sư cô và thầy áo vàng giúp Kim Ngân mà không nói gì với Thúy Nga một lời? Vì dù sao, Thúy Nga cũng là người đứng ra lo cho Kim Ngân ngay từ những ngày đầu. Kim Ngân được như ngày hôm nay cũng nhờ sự yêu thương, giúp đỡ của Thúy Nga. Đằng này, ông thầy áo vàng còn nói Kim Ngân ở với sư cô sẽ vui hơn ở với Thúy Nga. Vậy, ông ấy và sư cô có ý gì? Cho đến hôm qua, trên trang cá nhân của Thúy Nga, cô bức xúc viết: "Cô ơi, cách của cô đã làm thì cộng đồng mạng họ thấy và họ tự phân tích ra. Cô bị chỉ trích nhiều thì bây giờ cô nghĩ đâu ra cái khái niệm là con hăm dọa cô, là vì giờ cộng đồng mạng mạnh lắm, con phục cô sát đất luôn. Bữa hôm con nói chuyện với cô, con không quay video, nhưng con thu âm để giữ cho mình lại chút bằng chứng. Để nhỡ sau này cô có hại con, thì con biết mà lần. Ai dạy cô hại con thiệt. Cô muốn nghe lại cuộc hội thoại không? Con sẽ mở cho cô nghe. Cô khoác cái áo đẹp mà sao cô nói chuyện cứ sai sai. Sai từ đoạn live stream cho đến hôm nay luôn à. Cái tượng Phật nơi trang nghiêm cô ở đều chứng kiến những gì cô làm trước đây và hiện tại. Cả vong linh chết oan, họ cũng nắm tay Kim Ngân vì đây để mọi người thấy cô rõ hơn. À cô ơi, người chân tu mà không nói những lời chân thật thì có bị phạt tội gì không à? Trái tim và lòng từ bi, cô cất đi đâu rồi cô?" Dưới phần bình luận, khán giả để lại lời bình luận: "Tu đây sao? Tu gì mà kỳ vậy? Vậy là do sư cô mà ra tất cả mọi chuyện. Tu mà ham lợi danh. Thấy Kim Ngân hốt quá nên hai tên trọc đầu đua theo. Hiện câu chuyện vẫn còn dài, chúng ta cần theo dõi để biết sự việc sẽ diễn biến ra sao. Quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký vào chuông thông báo để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất của chúng tôi nhé.